Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị các bạn về việc cây sung này nó đã bật mầm theo ý mình. Tức là nó bật mầm những cái chỗ mà mình cần đấy các bạn ạ. Cái lần trước mình cắt và mình có nói lý do vì sao mình cắt ấy. Bây giờ thì nó bật chồi rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem và mình nói lý do tại sao mà nó là bật mầm theo ý mình. Và cái lần vừa rồi mình cắt là một quyết định rất đúng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem và mình nói lý do vì sao mà nó là bật mầm theo ý mình. Mời các bạn nhìn từ góc này. Các bạn thấy cái chỗ này nó bị trống này. Nó bị trống và bây giờ nó có cái mầm ra đây. Thì sau này mình lấy ở đây. Và cái chỗ này các bạn này, thấy đây. Đầu cành mình chỉ đây này. Đây nó có cái mầm đây và sau này mình lấy cành ở chỗ này. Thì cái chỗ này nó sẽ không bị trống. Tiếp theo các bạn thấy ở chỗ đây. Đầu cái nhôm này các bạn này. Đây nó có một cái mầm đây. Thì sau này cái mầm nó sẽ lên chỗ này. Đấy và bên này. Bên này chỗ này đấy các bạn này. Đây. Các bạn thấy đây. Đấy, có cái mầm đây thì sau mình lấy ở đây. Và chỗ này đấy các bạn này, đây này. Chỗ cái dầu quả đây này. Có cái mầm đây này. Đây, các bạn thấy không ạ? Đây, cái mầm nhỏ nhỏ đây này. Đấy. Như vậy là cái phía chỗ này, cái vùng bị trống đây này. Đây, cái vùng bị trống là cái vùng mà mình đang thò tay vào đây. Thì bây giờ nó đã có được rất nhiều mầm, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, để nó vòng sang đây. Để nó phủ cái phần trống này. Tiếp theo là trên các cái cành, đây, chỗ này có mầm này, thì mình lấy đây. Rồi các cái đầu cành này nữa các bạn này. Đây, các bạn thấy đây, chỗ này có 2 mầm. 2 mầm thì một mầm mình sẽ lấy cho tiến ra xa và một mầm sẽ làm cái cành ngang. Tương tự chỗ này cũng vậy này, đây, có mầm đây. Đấy, cái cành trên này thì mình có thể bỏ. Tiếp theo các cái vị trí khác. Đây, các bạn thấy này. Mầm bên trên này, mầm bên dưới này, mầm ngoài đầu này. Như vậy là mới một cành dài như thế này mà nó các cái khoảng cách ngắn này nó đã có mầm rồi thì sau này mình yên tâm mình có thể lấy được các cái mầm để mình làm tay ngang nữa các bạn. Đấy, đây là cái cành dài mà lúc mình cắt rồi đấy. Thế còn cái phần bên trên này thì lại rất nhiều rồi. Phần này thì không phải lo nữa rồi. Đấy các bạn thấy này, mầm nó ra nhiều, cực nhiều luôn. Cực nhiều này thì mình chọn nó dễ rồi. Cái phần trên này thì không phải lo tí nào. Thế còn cái cành bên này, từ đây đến đây nó không có cành. Nhưng một lúc trước mình tính toán là cái cành này nó đã đạt yêu cầu và mình không cần phải có cái cành bên trong nữa nên là mình không cắt. Và mình để lại thì bây giờ nó cũng đã bật mầm như thế này. Đây các bạn thấy đây. Chỗ này thì có mầm ra này. Đây có mầm đây này. Đây sau này mình sẽ lấy đây. Cành bên này nó bây giờ nó hơi nhỏ và hơi dài thì sau này khi nó to bằng ngón chân cái ấy, đây là ngón tay cái đây. Khi mà nó to bằng ngón chân cái thì nó sẽ vừa thôi các bạn ạ. Bây giờ cho các bạn xem phía bên kia. Đây chỗ này nó có cái mầm nhỏ nhỏ đây này. Bây giờ nó chưa được rõ lắm. Sau này mình sẽ lấy ở chỗ này. Chỗ này nó đang nhú này. Trên này các bạn này, trên này thì mầm nó nhiều rồi, đây. Nó ra cực nhiều luôn. Đây này. Đây. Đấy. Nó ra rất nhiều. Còn cái cành thấp này cũng thế này, ra rất nhiều. Đây, hay chỗ này nữa này, chỗ này có mầm. Đây. Cái chỗ nhỏ nhỏ đây các bạn này. Đây này. Sau này thì mình lấy cành ra phía bên này. Đây, tức là cái phía ngón tay rồi đây. Còn bên trên này, cành này thì bật rất là tốt. Đây. Nó ra nhiều như thế này thì sau này mình lấy điểm lồi này là cành ra này. Cái cành này mình làm cành mồi lên này. Ngoài đầu cành này có này, 2 cành, 3 cành luôn, rất nhiều. Đây. Như vậy là khi mình cắt như thế này thì nó bật rất nhiều cái mầm để mình lựa chọn. Hay là như cành bên này. Chỗ này thì mình đưa cành này xuống làm cành thấp, còn bên trên là cành lên này. Và trên này còn các cái mầm trên này nữa này. Đây, đây mầm nữa các bạn này. Khi các bạn nhìn từ một cái vùng thấp đây này. Các bạn thấy cành này nó có rất nhiều chồi như thế này. Thì yên tâm hôm sau chỗ này sẽ là một cái tán rất đẹp. Còn đối bên trên đây này. Đây. Trên đây thì lại cành nhiều rồi, không phải lo trên đây nữa rồi. Riêng cái phần phía trên này thì mầm nó rất nhiều, mình không phải ngại. Và lúc mình cắt thì chủ yếu là cắt những cái cành bên dưới này nó không có cành ngang nên là mình phải cắt đi để cho nó bật cành ngang thôi các bạn ạ. Đây, và bây giờ nó bật rất nhiều. Và hôm trước các bạn bảo là cắt như thế này hơi dài thì thực ra đến bây giờ các bạn thấy đấy, mầm nó ra đây thì nó đã hợp rồi. Nó đã hợp. Khi cái mầm này nó to bằng có trên cái thì nó vừa. Còn cái cành bên này các bạn này, nó cong đây nhưng mà đến đây thì nó đã có rất nhiều cành rồi nên là cái phần này khi mà nó to lên bằng có trên cái thì nó cũng vừa thôi. Đây, tương tự cái tán này đã đẹp rồi. Đây phần đỉnh các bạn này. Bật rất nhiều. Hay là bên này nữa này.
Và cái phần quả này thì mình cắt hết rồi để cho nó tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Bây giờ mình mà nuôi quả thì cây nó ít lá, nó không chịu được và nó có thể bị chết các cái dầu quả này các bạn ạ. Thưa các bạn, đợt vừa rồi mình cắt cành sung này là một quyết định cực kỳ chính xác. Sau khi cắt xong thì nó bật ra rất nhiều mầm và bật ra rất nhiều cành ngang. Và đấy là cái điều kiện rất tốt để sau này mình chỉnh sửa lại bộ tay tán của mình. Và đến thời gian tiếp theo mình nuôi cành mồi trên cái bộ tay tán này thì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Bởi vì cái lượng cành nó rất nhiều, nếu mình bỏ hết đi thì phí, mà nếu mình dùng cá thì rất dày. Thế nên là mình sẽ lựa chọn những cành nào để tạo hình và những cành nào để giúp cho cây phát triển. Thì lúc đấy mình sẽ tạo những cái cành mồi, tức là cành mồi ngay trên bộ tay tán này. Đến lúc đấy mình sẽ nói kỹ hơn. Còn bây giờ thì cành nó đang còn nhỏ, nó mới được có khoảng 3 đến 5 phân. Thế nên là khi nào mà cành nó dài khoảng tầm một gang này, mình sẽ định hình và mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cành nào là cành mồi, cành nào là cành mình cần để các bạn có thể tham khảo để làm. Ngoài cái biện pháp cắt của mình ra thì các bạn có thể dùng biện pháp ghép. Và khi các bạn tạo lại bộ tay cành, nếu mình ghép cả tất cả các cành thì không sao, nhưng mình ghép chỉ có một vài cành thôi thì những cái cành đó nó sẽ phát triển rất chậm so với các cái cành nguyên bản này. Và các bạn mà có một cái cây cành quá dài, không có cành ngang thì các bạn nên cắt, mình khuyên các bạn nên cắt để mình tạo lại. Đối với các cái cây ví dụ như là lộc vừng, xanh, sung, hoa giấy các thứ, các bạn đều có thể áp dụng cách này được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn tạo được nhiều cây đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.